nữ quyền thế giới chân hán tử nhị thứ nguyên đích thổ đậu thế giới này có độc. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Trời nắng trang trang trên đường cấy, hai vị tuổi chừng 17, tướng Mạo Anh Tuấn thiếu niên trên đường sóng vai hành tẩu, quay đầu dẫn đầu cơ hồ đạt tới trăm phần trăm. Thỉnh thoảng có nữ nhân dừng lại ngốc ngốc nhìn xem bọn hắn, rước lấy các nàng nam bằng hữu tức giận. Hạo Hạo, chờ chúng ta một chút đi mua mặt nạ đi, trong nhà cũng bị ta kia muội muội cho trộm sử dụng hết, thật ghê tởm. Trong đó một vị thiếu niên tóc vàng, đột nhiên xích lại gần bên người vị kia sắc mặt âm trầm thiếu niên, kéo lại tay của hắn, nhiệt tình nói. Nhìn qua gay bên trong gay tức giận, có thể chung quanh người qua đường gặp này nhưng không có một điểm ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra rất hâm mộ thần sắc nhưng bị kéo lại tay Trương Hạo sắc mặt lập tức đen xuống dưới, bước chân dừng lại, yên lặng theo hảo huynh đệ trong ngực rút ra chính mình tay, say người. Thanh âm trầm thấp vô cùng nghiêm túc nói với hắn. Long ca, người mẹ nó lại bảo ta hạo hạo lại đột nhiên sắn tay của ta, tin hay không lão tử bóp nát người nhuyễn đàn. Mặc dù biết thế giới thay đổi, nhưng trương hạo tuyệt không thích ứng. A, à, hạo hạo ngươi tại sao lại nói đáng sợ như vậy? Lâm Nhất Long trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Trương Hạo, gặp hắn không giống nói đùa bộ dáng, khẽ cắn bờ môi, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng, run giọng hỏi: "Ta có phải hay không làm cái gì bị ngươi chán ghét sự tình? Ngươi hai ngày này vì cái gì như thế dị thường? Ngươi đến cùng là thế nào? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải vẫn luôn là hảo huynh đệ sao? Ngươi bây giờ có coi ta là huynh đệ sao?" không gọi ta tiểu long long không nói hiện tại thế mà còn nói ra như thế lời quá đáng lâm nhất long nói đến phần sau thế mà thật khóc lên điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho người ta nhớ một cước đạp bay cái này mẹ nó trương hạo nhìn thấy vị này nguyên bản đổ máu cũng không đổ lệ cơ bắp mãnh nam huynh đệ lại còn nói khóc liền khóc tam quan hủy hết không hắn tam quan cũng sớm đã hủy thế giới này có độc trương hạo muốn bao nhiêu nhức cả trứng có bao nhiêu nhức cả trứng thế giới không biết vì cái gì nam nữ giới tính thuộc tính đột nhiên hoàn toàn điên đảo nhường hắn có chút không biết làm sao tính tình cũng trở nên táo bạo nam giống như biến thành nữ mà nữ giống như biến thành nam hắn thật rất khó giữ vững tỉnh táo A à, Long người nghe ta nói kỳ thật thế giới chân chính là cùng cái này tương phản người trước kia ghét nhất như thế nương người, người nhưng thật ra là cái cơ bắp mãnh nam, còn có sáu cơ bụng. Trương Hạo bực bội xoa xoa đầu, sau đó đột nhiên đưa tay sốc lên Lâm Nhất Long quần áo, nhưng là ngoại trừ một mảnh bằng phẳng, cái gì cơ bụng cũng không thấy. A. À. Lâm Nhất Long hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc một hồi, lập tức phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt thoáng qua biến đỏ, vội vàng che lấy quần áo ngồi xuống. Hướng về phía Trương Hạo giận dữ hét: "Trương Hạo ngươi thực sự quá phận." Chung quanh quần chúng vây xem đồng dạng sợ ngây người, nam kinh ngạc che miệng, mà nữ con mắt cũng kém chút trợn lồi ra, trực câu câu nhìn xem bên này. Có mấy cái còn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khét lên cái giám a, à, cơ bụng của ngươi cũng bị mất. Ngươi nói ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Không muốn dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng a, à, đứng lên cho ta, ngươi tháng trước không phải nói muốn hình xăm sao? Chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó đi phòng tập thể thao. Trương Hạo thực sự nhìn không được con hàng này sợ dạng, sắc mặt khó coi mà đem hắn kéo lên, không để ý sự phản đối của hắn, hướng phía bên người một nhà hình xăm cửa hàng đi vào. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm Nhất Long cơ hồ muốn bị Trương Hạo dọa cho tê liệt, bất chấp tức giận, trừng to mắt nhìn xem hắn, dừng nhiều lại nhắc nhở hắn một câu là chính hắn tháng trước một mực nói muốn hình xăm. Sau đó trực tiếp đem hắn kéo vào bên cạnh hình xăm cửa hàng. Nhưng là Lâm Nhất Long không ngừng lắc đầu phủ nhận, Trương Hạo rất bất đắc dĩ, mọi người hình như căn bản cũng không biết trước kia thế giới sự tình, hai ngày này hắn cũng đã nói nhiều lần ngược lại là hắn để cho người ta cảm thấy không bình thường. Bất quá trương hạo thế nhưng là nhớ kỹ hắn cái này huynh đệ trước đó rõ ràng động một chút lại cởi quần áo, khoe khoang kia mới 17 tuổi liền luyện ra được cơ bụng 6 múi. Tháng trước còn nói muốn văn một cái thanh long bên phải cánh tay, kém chút không có đem trương hạo hù chết mà lại há miệng ngậm miệng đều là lời thô tục còn thường xuyên chế diễu không thế nào nói thô tục trương hạo mà bây giờ lại biến thành bộ dáng này ngược lại là không cách nào tùy tiện tiếp nhận sự thật trương hạo động một chút lại bạo thô kỳ thật không chỉ là hắn cha hắn còn có chung quanh cái khác nam tính cách giống như cũng biến thành yếu đuối rất nhiều đơn giản liền cùng nữ nhân đồng dạng tóm lại tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới Trương Hạo nhất định phải cứu vớt vị này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Hắn hiện tại thế nhưng là hướng phía trước kia tự mình ghét nhất phương hướng phát triển. Lão bản, cho hắn văn một đầu thanh long, bao trùm toàn bộ tay cái chủng loại kia. Cho hắn cũng tới một đầu. Trương Hạo tiến cửa hàng liền hướng về phía vị kia nhãn tình sáng lên, cánh tay đều là hình xăm nữ lão bản hô. Vị này nữ lão bản giờ phút này ngay tại vì một vị nữ khách hàng cánh tay văn một cái mãnh hổ hạ sơn. "Trương Hạo ngươi điên rồi." Lâm Nhất Long như giống như gặp quỷ hướng về phía Trương Hạo quát. "Phi, ta chính là không tài năng điên cuồng làm như vậy." Trương Hạo xì một tiếng khinh miệt, hắn chính là bảo trì lý trí mới như vậy, nhưng quá khó khăn, hắn phải gìn giữ không ở, người bên cạnh không có một cái nào bình thường hắn thật sợ mình cũng bị ảnh hưởng đến không do dự trương hạo kéo tay áo đến trên bờ vai vỗ trần trùng trục cánh tay hướng về phía cơ hồ muốn dọa khóc lâm nhất long nói ra lão tử hôm nay liền để ngươi hồi tưởng lại cái gì gọi là nam nhân ngươi ban đầu bộ dáng nếu là lúc trước trương hạo tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hình xăm cái gì nhưng bây giờ bên người nam nhân phần lớn cũng nương hóa liền liền hắn cũng bị cho rằng là nữ nhân, ban đêm đi ra ngoài cha hắn đều không cho, còn nói một nam hài tử mọi nhà tại sao có thể đêm hôm khuya khoắt một mình đi ra ngoài, cũng không sợ sắc con lừa. Nam nhân mới không phải như vậy gây bên trong gây tức giận, đi ra ngoài tay cầm tay có được hay không? Bọn hắn đột nhiên dạng này trương hạo thật rất sợ hãi bọn hắn giống như đều quên nam nhân chân chính là dạng gì trương hạo nhất định phải để bọn hắn hồi tưởng lại chân nam nhân đỉnh thiên lập địa dám nghĩ dám làm không câu nệ tiểu tiết lòng dạ rộng lớn có thể thân sĩ cũng có thể hào phóng mới không phải dạng này lộ cái tay liền hoảng sợ gào thét đúng hắn còn phát hiện nam nhân cánh tay phẳng phất liền cùng hai đùi nữ nhân đối với người khác phái tới nói đơn giản có trí mạng sức hấp dẫn trương hạo tùy tiện kéo một phát liền có thể nhường các nữ nhân xem thẳng mắt quỷ dị để cho người ta sợ hãi trương hạo nghĩ đến một cái nhường lâm nhất long hồi tưởng lại biện pháp đó chính là hình xăm trước đó không lâu lâm nhất long thế nhưng là rất muốn hình xăm hắn ngược lại sợ hãi khi đó lâm nhất long liền vỗ bộ ngực nói sợ cái chim vui mừng đương nhiên liền đi văn đối mặt vui mừng đồ vật nam nhân tuyệt sẽ không lùi bước trương hạo hy vọng có thể nhờ vào đó nhường hắn hồi tưởng lại nguyên bản còn muốn hỏi trương hạo cái này tiểu xuất ca có tiền hay không nữ lão bản nhìn thấy trương hạo đột nhiên khỏa thân cánh tay cùng vị kia nữ khách hàng đều là chấn động toàn thân thẳng tắp nhìn chằm chằm trương hạo trần trụi cánh tay máu mũi chậm rãi chảy xuôi mà xuống thật trắng thật mềm cái này muốn mạng tuyệt đối lĩnh vực liền coi như thế cũng sẽ không đánh giảm giá A à, trừ Phi bồi ta một đêm nữ lão bản vội vàng cầm giấy che cái mũi, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh trong tiểu thuyết như vậy kịch bản vẫn là cái siêu cấp soái ca. Mặc dù còn rất non nớt nhưng nhìn rất đẹp mày kiếm mắt sáng khuôn mặt liền cùng đại sư điêu khắc ra đồng dạng sóng vai tóc lộ ra tay phải còn mang theo thánh giá bông tay thật. Nữ lão bản nhìn một chút liền có chút đổ mồ hôi. A à, Trương Hạo ngươi điên thật rồi lâm nhất long lại là gầm lên giận dữ vội vàng nắm lên trương hạo cởi quần áo nhào tới ngăn chở trương hạo toàn bộ tay nách đều lộ ra hắn còn lo lắng hướng về phía kia xem ngốc nữ lão bản cùng khách hàng hô các ngươi còn không mau tới giúp ta khống chế lại hắn hắn hôm nay rất không bình thường úc 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 kia nữ lão bản cùng khách hàng một lát sau mới phản ứng được bay sượt máu mũi lập tức xông lại hỗ trợ bắt lấy trương hạo hai tay người mới không bình thường đừng nói với ta hiện tại thân thể của nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng không thể tùy tiện ai khí lực thật là lớn trương hạo mới dãy giụa mấy lần liền ngây dại cánh tay của hắn thế mà bị cửa hàng lão bản tóm chặt lấy còn bị nắm đau quả nhiên cũng thay đổi thân thể nữ nhân trở nên cùng nam nhân mạnh như nhau cường tráng mà thân thể nam nhân trở nên cùng nữ nhân đồng dạng yếu đuối tiểu đệ đệ mời ngươi tỉnh táo một cái có lời gì chúng ta hào hào nói nữ lão bản cũng vội vàng đi theo khuyên nhủ ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trương hạo có chút lộ hàng lồng ngực hơi đỏ mặt lại lần nữa nuốt xuống nước bọt ngươi còn nói không điên thế mà tại trước mặt mọi người đem toàn bộ tay thậm chí nách lộ ra còn muốn văn thanh long ta cái này gọi điện thoại cho thúc thúc lâm nhất long bất chấp gì khác vội vàng hấp tấp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho trương hạo ba ba trương hạo thực sự quá không bình thường gần nhất trở nên cùng nữ nhân không so nữ nhân còn khoa trương thế mà liền kia cái kia cũng dám tại khác phái trước mặt lộ ra đừng đánh cho ta trả a à ngươi tiểu tử thúi này Trương Hạo muốn ngăn cản có thể thực sự không tránh thoát hai nữ nhân này tự mình phẳng phất bị hai cái thường xuyên chơi hắc ám trò chơi cơ bắp đại hán bắt lại thực sự thật bất khả tư nghị mà lại kia nữ lão bản thế mà còn giống như trộm đạo hán Lâm Nhất Long đã nhận định Trương Hạo có vấn đề cái này có thể không có vấn đề a à. hảo hảo một cái nam nhân nhà thế mà tùy tiện trần trụi còn muốn hình sam thực sự quá kinh dị. Trương Hạo rất bất đắc dĩ, cường ngạnh bị Lâm Nhất Long kéo xuống tay áo, mà kia hai nữ nhân còn phi lễ chớ nhìn chân quân tử đồng dạng quay đầu, phẳng phất hắn không phải lộ tay mà là lộ bên đùi. Cha hắn rất nhanh liền chạy đến, cùng Trương Nhất Long cưỡng ép bắt hắn cho áp tải nhà về sau chính là các loại hỏi thăm cùng giáo dục. Người nói một chút người một cái nam nhi nhà cũng làm chuyện gì? người gần nhất đến cùng là bị cái gì kích thích người dạng này xuống dưới sẽ không gả ra được người nhớ tức chết cha ngươi có phải không ngươi sẽ không bị nữ nhân kia lừa gạt a à? trương hạo trải qua bọn hắn một cái giờ thuyết phục biết bọn hắn đối với giới tính tư tưởng đã hoàn toàn điên đảo đồng thời dễ sâu kiên cố chỉ có thể nhận mệnh nhận lầm cũng hướng Lâm Nhất Long xin lỗi, dù sao cha hắn đều nhanh muốn bị tức nổ tung, mà lại nói nếu là hắn dám lại dạng này đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Trương hạo tại Lâm Nhất Long sau khi đi sinh không thể luyến trở lại trong phòng, nằm tại phóng đầy đáng yêu con rối trên giường, gãi đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực à, ai đến nói cho ta cái này thao đàn thế giới đột nhiên thế nào? nói thật trương hạo cũng rất khủng hoảng rất khoa học thế giới không hiểu thấu đột nhiên biến thành bộ dáng này hắn làm sao có thể không khủng hoảng huynh đệ mặc dù vẫn là huynh đệ ba ba cũng vẫn là ba ba nhưng bọn hắn tính cách tựa như đổi một cái vẫn là hướng phía nữ tính tính cách chuyển biến cái này có thể nhẫn nói khó nghe chút nguyên bản lãnh khốc lão ba bây giờ trở nên cùng ẻo là đồng dạng hắn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận a à, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Phảng phất liền hắn không thay đổi, trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ thế giới, nữ quyền thế giới chân hán tử nhị thứ nguyên đích thổ đậu lão ba tái hôn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trước đó hắn lên mạng điều tra toàn bộ thế giới cũng thay đổi liền liền lịch sử đều là trên đại thể phát triển kỳ thật rất tương tự chính là phải đem trước đó thế giới nam nữ vị trí đổi một cái nam đế đổi thành nữ đế nam danh nhân đổi thành nữ danh nhân ở chỗ này cổ đại vẫn luôn là mẫu hệ xã hội thân thể của nam nhân trời sinh không bằng nữ nhân khí lực nhỏ sức chịu đựng lại không xong việc tốn thể lực cái gì đều là nữ nhân tới làm sức sản xuất không bằng tự nhiên chỉ có thể trở thành phụ thuộc trải qua không biết bao nhiêu năm diễn biến cùng vô số nam quyền hoạt động mới chậm rãi trở nên như bây giờ cái gọi là nam nữ bình đẳng liền cùng trước kia thế giới trọng nam khinh nữ thế giới này người cổ đại biến thành trọng nữ khinh nam sau đó tương tự phát triển dẫn đến nam nữ số lượng tranh lệch có chút khổng lồ coi như dựa theo một đối một phân phối cũng sẽ có rất nhiều nữ tìm không thấy lão công cho nên hiện tại nam nhân đều là bảo bối một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngay sau đó trương hạo ba ba trần quốc hành mở cửa đi đến cha trương hạo sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn cái này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ba ba nhẹ nhàng kêu một tiếng cha thế giới này nhi nữ là theo họ mẹ cha hắn bản họ trương nhưng bây giờ lại họ trần mà mẹ của hắn lại biến thành họ trương nhưng mà đối với có được đồng dạng tính danh trương hạo lại cũng không làm sao vui vẻ bởi vì cái này dòng họ đã biến thành đến từ mẹ của hắn đối với mình mẹ trương hạo không có cái gì ký ức chỉ nhớ rõ tại hắn lúc còn rất nhỏ liền vượt quá giới hạn ly hôn cái này phát triển ngược lại là một chút cũng không thay đổi tại trước kia thế giới cũng giống như thế chỉ là hắn không minh bạch vì cái gì thế giới này cha hắn không cho hắn theo cha họ hảo huynh đệ của hắn nguyên bản cũng không phải gọi lâm nhất long mà là lý nhất long về phần hắn họ gì trương hạo cũng không phải rất để ý bởi vì vẫn luôn là gọi hắn a long hoặc là long ca dù sao khi đó hắn thực sự quá mạnh bắp thịt toàn thân quả thực là hắn chỗ hướng tới nam tử hán đại trượng phu thiết huyết chân hán tử nhưng bây giờ lâm nhất long lại trở nên nhường hắn rất im lặng còn rất phản cảm long ca xưng hô này muốn trương hạo xưng hô hắn tiểu long long trương hạo lúc ấy nghe nói như thế kém chút không có bị tức giận cười cũng không biết làm như thế nào chửi bậy ngươi thật không có chuyện gì sao có chuyện gì ngươi cứ việc cùng cha nói cha sẽ giúp ngươi giải quyết trần quốc hành một mặt lo lắng nhìn xem trương hạo nói trương hạo nội tâm ấm áp bỏ mặc cha hắn làm sao biến hay là hắn cha đối với hắn quan tâm một chút cũng không ít không nhìn còn tốt hơn trước kia cha hắn tình cảm bộc lộ nhưng không có rõ ràng như vậy trương hạo cũng rất muốn nói có thể nói lại muốn bị xem như bệnh tâm thần xem như không có việc gì đồng dạng cười ha ha nói lão ba ta vừa mới nói là sự thật kia thật chỉ là ta cố ý dọa long Tiểu Long Long, không nghĩ tới hắn tưởng thật ta nói cái gì cũng không nghe, cứng rắn muốn đem ngươi gọi tới, thật sự là hồ nháo. Coi như nói đùa ngươi cũng không thể cởi quần áo a. À. Ngươi liền không lo lắng về sau không gả ra được sao? Ngươi nếu là còn dám dạng này ta liền trước thời gian đem ngươi gả đi. Trần Quốc Hành lại một chút cũng không có cười, nghiêm túc vô cùng khiển trách. Gả Tốt a, à, ta cam đoan không dám." Trương Hạo nghe nói như thế hoa cúc chính là siết chặt, lập tức cam đoan. Trần Quốc Hành gặp hắn thái độ coi như thành khẩn, hài lòng gật đầu, không nói gì nữa, ngồi vào cái ghế một bên bên trên, do dự một hồi mới nói ra. "Hạo Hạo a, à, lão ba ta quyết định tái hôn, ngươi không vui mừng liền nói, cái gì?" Trương Hạo nghe vậy kinh ngồi mà lên, thật bị đột nhiên như vậy tin tức dọa sợ, nhưng hắn lập tức liền hớn hở ra mặt, hưng phấn hỏi. Cha ta làm sao lại phản đối? Quá tốt rồi, người rốt cuộc tìm được vui mừng người. Nàng là ai? Người thế nào? Trương Hạo là thật vui vẻ, hắn một mực hy vọng cha hắn đi ra đoạn thứ nhất hôn nhân bóng mờ, những năm gần đây cha hắn một người đi sớm về trễ tầm thường, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trương Hạo một mực khuyên hắn sớm một chút tìm đối tượng, có thể giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó đến già, nhưng lúc đó cha hắn luôn luôn nói cũng lão đầu tử, đâu còn cưới đến lão bà. Khi đó Trương Hạo liền có một cái lý tưởng, chính là kiếm lời rất nhiều tiền, nhường cha hắn sẽ không bị người xem nhẹ, có thể cưới cái hiền lành yêu hắn tốt thê tử. Người không phản đối liền tốt, ta còn sợ ngươi sẽ không cao hứng đâu, Trần Quốc Hành rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cười nói kỳ thật nàng chính là ta cấp trên, chuyện này không nên chậm trễ, ta đợi chút nữa liền bảo nàng mang theo nữ nhi tới ăn cơm chiều, ân. Nàng có cái lớn ngươi 4 tuổi nữ nhi, xinh đẹp lại hiểu chuyện, các ngươi hẳn là có thể hảo hảo ở chung. Lần thứ nhất, Trương Hạo lần thứ nhất cảm thấy biến hóa sau khi thế giới này cũng không có xấu như vậy, hắn cái này không biết nói chuyện, trung thực lão ba thế mà bị cấp trên đuổi ngược 5 năm cái này tại trước kia thế giới căn bản cũng không khả năng được chứ ở thế giới trước cha của hắn bởi vì quá mức trung thực mà lại chưa từng đi ra ngoài căn bản cũng không có nữ nhân duyên đồng thời bởi vì vấn đề thực tế tự mình cũng từ bỏ tìm một nửa khác mỗi ngày bớt ăn bớt mặc một lòng chỉ muốn vì hắn đứa con trai này mua xe mua nhà góp đủ tiền biếu về sau có thể lấy được người vợ tốt nhanh như vậy bất quá cha chỉ cần ngươi vui mừng liền tốt ta chỉ hy vọng ngươi có thể trôi qua hạnh phúc trương hạo nghiêm túc nhìn xem cha hắn nói trước kia dạng này lời thật lòng hắn cũng không dám nói ra nhưng nhìn xem hiện tại khẩn trương bất an phụ thân hắn nhịn không được nói ra cảm ơn ngươi nhi tử trần quốc hành hốc mắt ửng đỏ trùng điệp gật đầu sau đó lại cùng trương hạo nói rất nhiều chuyện còn có thưa cơ giáo dục hắn tỉ như tìm đối tượng liền phải tìm yêu ngươi yêu ngươi không yêu ngươi coi như ngươi lại thế nào vui mừng cũng không thể cân nhắc trương hạo nghe xong cha hắn một đống lời nói cũng không biết tâm tình gì hắn phát hiện cha hắn giống như cũng không yêu vị này cấp trên chỉ là có chút hào cảm mà thôi nhưng hắn vị này cấp trên lại phi thường vui mừng cha hắn đuổi năm năm dáng vẻ cho nên tiếp nhận nàng cầu hôn loại này trong tiểu thuyết kịch bản xuất hiện thế mà còn không phải rất tình nguyện dáng vẻ nha tóm lại cha hắn vui vẻ là được rồi trương hạo không nghĩ quá nhiều hắn chỉ có một cái yêu cầu đó chính là hắn lão ba vui vẻ cái khác hắn đều không để ý các loại liền gặp mặt, xem ra cha rất cấp bách, hy vọng ta sẽ không bị các nàng chán ghét đi. Trương Hạo gãi đầu một cái, nhìn qua đóng lại cửa phòng, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, hắn liền sợ bởi vì hắn bị đối phương chán ghét mà hỏng lão ba chuyện tốt. Lại nói đợi chút nữa sẽ không tới gian phòng của ta a, à, xem ta gian phòng như thế nương, có thể hay không bị xem như biến thái. Không đúng hiện tại thế giới này nam nhân giống như chính là yếu như vậy tức giận mà lại chỉ là ăn bữa cơm mà thôi hẳn là sẽ không đến phòng ta trương hạo quay đầu nhìn xem trên giường đống kia bảo có thể mộng còn có cái khác đáng yêu con rối càng xem càng khó chịu thực sự không thể nào tiếp thu được đây đều là hắn mua trong lòng hung ác tiến lên liền đem bọn chúng đánh một trận tơi bời ném xuống đất hung ác dẫm lão tử nam tử hán đại trượng phu mới sẽ không vui mừng loại vật này trương hạo một cước đem đáng yêu con rối đạp bay thực sự khó có thể tưởng tượng bị hung ác đổi sau thế giới tự mình trước đó sẽ là hạng người gì hắn vừa nghĩ đến vấn đề này lúc trong đầu lập tức hiện ra mấy cái đáng sợ hình ảnh anh 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 tiểu long long cái này gấu nhỏ thật đáng yêu a à, người ta tốt vui mừng oa à. hạo hạo muốn mỗi ngày ôm gấu nhỏ đi ngủ nữ quyền thế giới chân hán tử nhị thứ nguyên đích thổ đậu bắt lấy lòng của phụ nữ liền phải trước bắt lấy nàng dạ dày nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ta sao a à còng. tuyệt đối không phải như vậy xem lão tử đánh không chết ngươi trương hạo vô cùng ngạc nhiên nhưng lập tức chính là thẹn quá hóa giận sắc mặt khó coi phóng tới bị đá bay tét đi ép ở trên người hắn lại là dừng lại đánh đập ngoại trừ nhất vui mừng lớn nham xà bị hắn buông tha cái khác cũng bị hắn lắc tại một bên đấm đá qua hồi lâu chảy một thân mồ hôi trương hạo mới thu dọn quần áo đến phòng tắm tắm rửa nghe mùi trên người trương hạo lại phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ đó chính là hắn giống như có mùi thơm cơ thể mặc dù còn có mùi mồ hôi nhưng hắn vẫn là người thấy đơn giản có độc thân thể của nam nhân thế mà thơm ngào ngạt có thể loại sự tình này tựa như là thiên thân, hắn căn bản là không có cách cải biến. Cởi quần áo ra đứng tại trước gương Trương Hạo Kỳ thật cũng có chút không thể tin được đây là thân thể của hắn. Trước kia hắn cũng sẽ không cách ăn mặc tùy tiện giữ lại một đầu không ngắn tóc, chỉ cần tóc bất loạn là được mà bây giờ mình trong kính, mặc dù cùng trước kia giống nhau là vị soái ca. Nhưng đơn giản không phải chủ lưu tóc đều dài đến đông đủ vai, hơn nữa còn mang theo thánh giá bông tai, có thể nói so kia tiểu long long còn tao. Bất quá thật đẹp trai, tại không biến hóa thế giới trước đó đều có thể làm thần tượng minh tinh. Khả năng đây chính là cách ăn mặc dưỡng ra cái gì tầm quan trọng đi, hắn tại gian phòng của mình bên trong phát hiện thật nhiều mặt nạ, còn có kem chống nắng, thậm chí mỹ nhan ăn uống bề ngoài cái gì những cái kia dĩ nhiên cũng là thật dùng tại trên người hắn cái này cũng đã chứng minh hắn đi qua kinh lịch cũng hoàn toàn thay đổi không phải quanh năm suốt tháng bảo dưỡng dưỡng ra hắn làm sao có thể có được như thế trắng tinh mà lại thổi qua liền phá ra thịt lông mày giống như cũng tu đơn giản liền cùng biến thành người khác đồng dạng mặc dù kiểu tóc tao một chút bông tai cũng rất tự kỷ có thể coi là trương hạo tự mình cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ thật đẹp trai kỳ thật không chỉ là hắn lâm nhất long cũng thay đổi đẹp trai trước kia hắn cái này kẻ cơ bắp huynh đệ bề ngoài chỉ có thể coi là bình thường cũng liền vóc người đẹp mà thôi mà bây giờ cũng miễn cưỡng xem như cái soái ca quả nhiên nếu là từ nhỏ đã biết ăn mặc sẽ làm đẹp chính là không đồng dạng đáng tiếc tự mình trước kia tân tân khổ khổ cùng a long cùng một chỗ rèn luyện ra được một chút cơ bắp nhưng không thấy thân thể còn trở nên nhỏ nhắn xinh xắn một chút trước đó có một mét bảy mươi bốn hiện tại chỉ có một mét bảy mươi đi bàn tay cũng nhỏ đi rất nhiều ghê tởm cơ bắp có thể một lần nữa luyện trở về nhưng tay này được rồi tìm thời gian trước tiên đem không phải chủ lưu tóc cát trương hạo vẩy lên tóc nhìn lại tự mình bằng phẳng phần bụng nhịn không được cười khổ lập tức ánh mắt lại kiên định nỉ non nói lần sau đến phiên ta mang a long đi rèn luyện nam nhân tại sao có thể yếu như vậy trương hạo lắc đầu mở ra vòi phun trong lòng hoàn toàn không minh bạch cũng không hiểu là dạng gì lực lượng có thể đem thế giới biến thành dạng này nhưng bất kể thế nào biến hắn muốn trở thành thiết huyết chân nam nhân tâm tuyệt đối không có biến sau khi tắm xong trương hạo phát hiện lâm nhất long phát tới mấy đầu quan tâm wechat trong lòng của hắn chính là ấm áp hảo huynh đệ quả nhiên vẫn là hảo huynh đệ mặc dù tính cách thay đổi nhưng quan tâm này đều là thật tự mình rõ ràng làm như vậy chuyện quá đáng trước đó trương hạo không cảm thấy có cái gì nhưng tỉnh táo lại sau hắn đổi vị suy tư một cái giả thiết hai người bọn họ đều là nữ tự mình đột nhiên tại trước mặt mọi người sốc lên tiểu long long cái này muội từ quần áo nhường nàng lộ hàng bị người trên đường phố đều xem đến. Còn muốn mạnh mẽ mang theo cô em gái này đi cạo chọc cùng hình xăm, vẫn là văn toàn bộ phía sau lưng cái chủng loại kia, cái này nào chỉ là quá mức. Đơn giản chính là ức hiếp cho nên trương hạo rất thành khẩn nói xin lỗi nhận lầm cam đoan sẽ không lại phạm còn nói tốt ngày mai lúc đi học mời hắn ăn cơm tại tha thứ về điểm này lâm nhất long ngược lại là không thay đổi rất sảng khoái liền tha thứ trương hạo còn nói muốn ăn kem ly kem cái gì trương hạo cũng không có cùng hắn nhiều trò chuyện các loại thế nhưng là liền có khách tới cửa hiện tại hắn cha còn tại vội vàng tại phòng bếp nấu cơm trương hạo đến phòng bếp thời điểm thật kém chút liền bị hiện ra mù hắn cái kia không thế nào biết nấu cơm lão ba đột nhiên như trù thần phụ thể mặc tạp dề thành thạo vô cùng làm lấy nhiều loại đồ ăn còn thất thần làm gì mau tới đây hỗ trợ trần quốc hành gặp trương hạo ngây ngốc ở một bên kêu hắn một tiếng một bên giáo dục nói muốn bắt lấy một nữ nhân tâm liền phải trước bắt lấy nàng dạ dày tới cha sẽ dạy ngươi mấy đạo ăn ngon đồ ăn cách làm Trương Hạo không biết lời này tự mình làm như thế nào tiếp, im lặng đi tới giúp bận bịu nấu cơm hắn vẫn là sẽ làm, trước đó cha hắn đi làm bận rộn mà lại cũng không làm sao lại nấu cơm. Cho nên trước kia trong nhà cơm cơ bản đều là hắn tại làm. Một phen bận rộn sau Trương Hạo liền cùng cha hắn liên hợp làm ra nghiêm chỉnh bàn đồ ăn ra, Trương Hạo thoáng như giống như nằm mơ đứng ở một bên, cha hắn thế mà đã trở thành đầu bếp cấp tồn tại tốt các nàng đến cùng ta cùng đi nghênh đón nhớ kỹ điểm đạm nho nhã một điểm biết không trần quốc hành lấy điện thoại di động ra xem xét hướng về phía trương hạo dặn dò một câu liền hướng phía cửa đi tới điểm đạm nho nhã trương hạo nghe được cái từ ngữ này trên mặt liền hiện ra mấy đầu tối hắn thật rất không quen hiện tại thế giới này nói chuyện dùng từ Bất quá giờ phút này hắn cũng không để ý cái này, cha hắn tái hôn đối tượng thế nhưng là liền muốn tới, Trương Hạo tuyệt không có dũng khí lãnh đạm, lập tức đi theo cha hắn sau lưng. Tâm tình hơi có chút phức tạp, Trương Hạo rất nhanh liền nhìn thấy cha hắn tái hôn đối tượng, tuổi tác nhìn qua cùng hắn lão ba không sai biệt lắm, 36-37 tả hữu, cách ăn mặc thời thượng, phong vận vẫn còn. Đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là cái mỹ nhân nàng vừa vào cửa liền kích động ôm dưới trần quốc hành sau đó nhìn về phía trương hạo cảm kích dị thường địa nói ra cảm ơn ngươi hạo hạo có thể đồng ý hai chúng ta sự tình chỉ cần lão ba vui mừng ta là sẽ không phản đối bị người xa lạ xưng hô như vậy trương hạo có chút điểm không thích ứng nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung chỉ là sau đó hắn liền nghiêm sắc mặt trịnh trọng đối nàng cúi đầu nghiêm túc nói ra trương yến a di về sau phụ thân liền xin nhờ trương hạo đã theo phụ thân hắn trong miệng biết được tên của đối phương không sai cùng hắn cùng họ cha hắn trước đó còn nói đùa nói không cần đổi tên thật sự là lại xinh đẹp lại nhu thuận nam hài tử trương yến gặp trương hạo như thế hiểu chuyện nhịn không được tán dương một câu đồng dạng 10 điểm nghiêm túc đáp Xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nước nhất định hạnh phúc." Dứt lời nàng liền ẩn ý đưa tình nhìn về phía một bên Trần Quốc Hành. Trương Hạo bởi vì sự tán dương của nàng dùng từ lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, thật bị khen xinh đẹp nhường hắn rất xấu hổ. Hắn cũng biết hiện tại thế giới khen nam hài tử xinh đẹp rất bình thường, đẹp trai trên cơ bản đều là dùng để hình dung nữ, đương nhiên, xinh đẹp cũng áp dụng nữ, coi như thuộc tính điên đảo nữ tính thiên tính vẫn là thích trưng diện khen nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ để các nàng thật cao hứng trương hạo có thể cảm thụ trương yến a di thành tâm từ đáy lòng nói với nàng tạo một câu sau đó lại tràn ngập ý cười nhìn về phía một vị vừa đi vào tới nữ nhân oa kháo lão ba hình dung từ không khỏi cũng quá thiếu đi đi cái này gọi xinh đẹp đầy quả thực quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành là nữ thần có được hay không? Đơn giản muốn lóe mù mắt, tóc dài đen nhánh, đuôi tóc hiện lên hình dạng xoắn ốc, hoàn mỹ vô khuyết dung nhan, bờ môi dương nhẹ, mặc liền thân màu xám áo len váy, trước sau lồi lõm đặc biệt rõ ràng. Để cho người ta một chút liền biết nàng vóc người đẹp đến không lời nói, đồng thời cho người ta một loại thập phần thành thục ổn trọng đại nhân cảm giác. Trương Hạo cũng không phải là nông cạn người, nhưng lần đầu tiên vẫn là bị đối phương ngoại hình cho rung động đến, đây là lần thứ nhất. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện rất khoa trương, đối phương thế nhưng là lập tức liền muốn trở thành tỷ tỷ của hắn người, hắn có chút rời xem, nói: "Người nhất định là thiên cầm tỷ tỷ đi, hoan nghênh." Trương Hạo biểu hiện muốn bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật, cha hắn đã cũng quyết định tái hôn, vậy hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng các nàng ở chung. Không cho cha hắn mang đến bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nữ quyền thế giới chân hán tử nhị thứ nguyên đích thổ đậu nữ hài tử đều là sẽ chỉ dỗ ngon dỗ ngọt hoa tâm đại la bạc. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com không thể không nói hai mẹ con này đều là mỹ nhân, hắn nhưng là biết đến, Trương Yến A Di tuổi thật đã đạt tới 40, nhưng nhìn qua chỉ có 36-37 bộ dáng, cũng rất xinh đẹp. Đối với lão ba may mắn cưới được dạng này người Trương Hạo từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Mà nữ nhi của nàng Trương Thiên Cầm lại càng không cần phải nói, nếu như bề ngoài cùng dáng vóc có cho điểm, Trương Hạo khẳng định không chút do dự cũng cho nàng 100 điểm mắc điểm hơn nữa thoạt nhìn cũng rất dễ thân cận trên mặt theo tiến đến bắt đầu liền từ đầu đến cuối treo tràn ngập tự tin cực kỳ nụ cười mê người rốt cục gặp mặt trương hạo đệ đệ về sau chúng ta chính là người một nhà trương thiên cầm nghe được trương hạo nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn hướng phía hắn duỗi da trắng như tiết tay phải ừm liền để chúng ta hảo hảo ở chung đi trương hạo nghe được lần đầu gặp mặt người nói ra sau này sẽ là người một nhà rất là cảm khái nhưng vẫn là lập tức vươn tay cùng đối phương giữ tại cùng một chỗ trương hạo trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra rất rõ ràng đối phương là vị rất thành thục người cũng thành tâm muốn cho mẹ hạnh phúc không có một tia ý phản đối Thái độ đồng dạng tốt đến không lời nói, dạng này Trương Hạo an tâm, nếu như đối phương mục đích cùng hắn là đồng dạng, vậy sau này nhất định liền không thành vấn đề. Hắn liền sợ đối phương thái độ cực kém, về sau nhường cha hắn bị khinh bỉ. "Tốt tốt tốt, tiến nhanh đi ăn cơm đi, về sau chúng ta chính là người một nhà, không muốn khách khí như vậy." Trần Quốc Hành cùng Trương Yến gặp cái này hòa hợp hình ảnh trên mặt cũng lộ ra rất vui vẻ tiếu dung, Trần Quốc Hành càng là nói liên tục ba tiếng tốt, chào hỏi các nàng tiến đến. Còn tại một mực cầm Trương Hạo tay Trương Thiên cầm lúc này mới buông tay, cùng Trương Hạo sóng vai đi vào. Trương Hạo cảm thấy bầu không khí vẫn rất lúng túng, cái này xa lạ tuyệt sắc mỹ nữ thế mà muốn đột nhiên biến thành tỷ tỷ của hắn, chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, thoáng như nằm mơ bất quá hắn cảm giác đến không khí lúng túng không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa các nàng giống như đều là rất hay nói người trò chuyện về sau bầu không khí sinh động rất nhiều chính là các nàng luôn luôn hung hăng khoa trương nhiều nhường hắn rất là thẹn thùng rất im lặng oa cái này mấy món ăn là hạo hạo làm a à? Mùi vị thật thơm, đầu năm nay giống như ngươi biết làm cơm nam hài tử thế nhưng là càng ngày càng ít, về sau nhất định sẽ là hiền phu lương cha. Hạo Hạo lại xinh đẹp lại nhu thuận nhất định có rất nhiều người theo đuổi a, à, bất quá ngươi cũng không nên bị lừa, hiện tại rất nhiều nữ hài tử đều là sẽ chỉ dỗ ngon dỗ ngọt hoa tâm đại la bạc. Hiện tại cô gái hư thực sự nhiều lắm, bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi trương hạo bị các nàng tam quan điên đảo làm cho á khẩu không trả lời được sợ tam quan không hợp nói nhầm căn bản là cười không nói chỉ là ngẫu nhiên hỏi một chút các nàng một vài vấn đề đơn giản cũng làm cho hắn biết được vị này hàng không nữ thần tỷ tỷ vẫn là vị học y sinh viên bất quá bất kể như thế nào bầu không khí vẫn là rất hòa hợp dù sao bốn người cũng ôm cùng một chỗ hảo hảo chung đụng ý nghĩ bầu không khí làm sao lại tranh lệch sau khi cơm nước xong mọi người còn cùng một chỗ thu thập xong sau đó lại ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm một hồi chỉ là trương hạo nhất định cáo biệt dĩ vãng sinh hoạt vừa mới trương yến a di đã nói nàng đã sớm tại phụ cận lấy lòng phòng ở cuối tuần này liền để trương hạo bọn hắn rời đi qua đến lúc đó thật phải giống như chân chính người một nhà như thế bắt đầu mới tinh sinh hoạt chính là trò chuyện một chút thiên cầm tỷ tại sao lại muốn tới phòng ta a à? trước đó nói chuyện trời đất thời điểm trương thiên cầm đột nhiên đối trương hạo nói muốn xem hắn gian phòng bởi vì nàng thành tâm muốn cùng trương hạo hảo hảo ở chung muốn tiến hơn một bước hiểu hắn mà tiến vào đối phương gian phòng đúng là hiểu rõ đối phương một loại biện pháp tốt trương hạo không hy vọng giữa bọn hắn có cái gì không thoải mái cho nên rất sảng khoái đáp ứng dù sao hiện tại gian phòng của mình như trước kia không cũng không có tiểu hoàng sách Thật không dám tưởng tượng thế giới này tự mình là bực nào chính trực. Trương Hạo xấu hổ nhìn lướt qua có chút loạn gian phòng, mười điểm ngượng ngùng hướng về phía theo vào tới Trương Thiên cầm nói ra. "Thật có lỗi Thiên Cầm tỷ, gian phòng của ta rất loạn." Nguyên bản phòng của hắn rất sạch sẽ rất chỉnh tề, bất quá bị hắn táo bạo phát tiết một trận liền có chút loạn. "Đã rất khá, chỉ là con rối làm sao cũng rơi trên mặt đất rồi." Trương Thiên Cầm lắc đầu, hết sức tò mò đánh giá Trương Hạo gian phòng, lập tức bị trên đất con rối hấp dẫn. Ây, những cái kia con rối ta là chuẩn bị vứt bỏ. Trương Hạo theo nàng xem nhìn lại, nhìn thấy một cái phấn hồng mặt em bé sắc chính là đỏ lên. Mặc dù biết thế giới này tại Nam Hải Tử Gian Phòng phát hiện con rối khả năng rất bình thường, nhưng hắn y nguyên tràn ngập lòng xấu hổ. Trương Thiên cầm cầm lấy bên người một cái con rối cứng chắc chóp mũi xích lại gần nhẹ nhàng hít hà, khóe miệng có chút dương lên, nói ra. Đáng yêu như vậy con rối ném xuống rất đáng tiếc, cho ta đi, đương nhiên có thể, Thiên cầm tỉ vui mừng cứ việc cầm đi, ta cái này giúp ngươi chứa vào. Trương Hạo trước đó còn cảm thấy một chút nhìn qua rất đắt con dối ném đi đáng tiếc, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không chút do dự đồng ý xuống tới, còn lập tức cầm lấy cái túi bắt đầu làm ra vẻ thật. Hắn một khắc cũng không muốn tại gian phòng của mình bên trong nhìn thấy những này con dối, nam nhân muốn chơi liền chơi mô hình, chơi cái gì thú bông. Hạo hạo ngươi thật tốt, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng khi còn bé đồng dạng muốn tốt. Trương Thiên Cầm ngồi xổm ở Trương Hạo trước người, cũng không có hỗ trợ, ý cười đầy mặt nhìn chăm chú Trương Hạo mặt. Khi còn bé, Trương Hạo nghe vậy sững sờ, dừng lại trong tay động tác, một mặt mờ mịt nhìn về phía Trương Thiên Cầm, không quá đỗi lấy gần trong gang tắc mỹ nhan sắc mặt hắn, không khỏi đỏ lên. Không biết chừng nào thì bắt đầu hai người khoảng cách rất gần, Trương Hạo đều có thể nghe được trên người đối phương truyền đến mùi thơm hắn xem không cẩn thận liền rơi vào nàng bị áo len bao trùm lồi lõm đến cực hạn thân thể mềm mại bên trên đầu chính là nóng lên lặng lẽ rời xem trương thiên cầm một chút cũng không có thẹn thùng chăm chú nhìn trương hạo tiếu dung không thay đổi vươn tay sờ lấy trương hạo đầu nói kỳ thật chúng ta đã sớm quen biết trước kia mẹ đem ta gửi tại công ty nhân viên nhà trẻ nơi đó ở nơi đó ta liền gặp ngươi khi đó chúng ta thế nhưng là một mực tại chơi với nhau Trương Hạo còn tại kinh ngạc Trương Thiên cầm đột nhiên sờ đầu hắn, nghe được nàng càng là ngẩn ngơ, nguyên lai like bọn hắn tuổi thơ liền nhận biết. Có thể hắn tại sao không có một chút ấn tượng? Khi còn bé cha hắn cả ngày bận rộn tại đi làm, đương nhiên không có cách nào chiếu cố hắn, còn tốt chỗ công ty lớn có chuyên môn cho nhân viên bọn nhỏ dùng nhà trẻ. Cho nên hắn xác thực một mực bị gửi ở nơi đó trương hạo cố gắng nghĩ lại thời điểm đó sự tình đầu óc lập tức hỗn loạn không phải hắn không nhớ ra được mà là lập tức nhớ tới quá nhiều chuyện biến hóa trước cùng biến hóa sau khi hai đoạn tương tự lại khác biệt ký ức bay vọt mà tới lập tức đầu đau muốn nứt nghĩ không ra là bình thường khi đó ngươi dù sao rất nhỏ mà lại ta ngay tại kia dạo qua hai năm còn mang theo thị lực uốn nắn kính mắt kiểu tóc cũng không cùng hiện tại thế nhưng là tranh lệch rất nhiều, Trương Thiên cầm khẽ cười một tiếng, dùng sức vuốt vuốt Trương Hạo đầu đánh gậy ý nghĩ của hắn, nói. Bất quá khi đó ngươi cũng gọi ta cầm cầm tỷ. Nữ quyền thế giới chân hán tử nhị thứ nguyên đích thổ đậu bị tỷ tỷ bích đông. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Cầm cầm tỷ, danh tự này ta giống như có chút ấn tượng nghe được cái tên này trương hạo hoàn toàn chính xác nhớ tới một chút hình ảnh nhưng rất mơ hồ chính là bất quá bây giờ lại nhìn trương thiên cầm hắn tràn đầy cảm giác thân thiết nguyên lai like bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết vậy ngươi nhớ kỹ khi còn bé ngươi đã nói sau khi lớn lên muốn gả cho chuyện của ta sao trương thiên cầm lại như cười chế nhạo nhìn xem trương hạo hỏi ây còn có việc này Trương Hạo mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trương Thiên cầm giống như cười mà không phải cười gương mặt, sắc mặt chính là một trận xấu hổ, hắn vì khi còn bé lời của mình đã nói cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như nói cưới coi như xong, thế nhưng là gả là cái quỷ gì? Cho nên sắp trở thành tỷ tỷ mình Trương Thiên cầm là biến hóa sau khi thế giới tự mình mối tình đầu sao? Muốn hay không như thế cẩu huyết Trương Hạo cũng không có hoài nghi nàng, mặc dù nhớ không rõ, nhưng Trương Hạo cảm thấy Trương Thiên Cầm phải nói đều là thật, dù sao Trương Thiên Cầm như thế hoàn mỹ. Hấp dẫn khi còn bé tự mình cũng rất bình thường. Trương Hạo cảm nhận được bầu không khí bởi vì câu nói này đột nhiên trở nên kỳ quái, gượng cười hai tiếng, ha ha. Đồng ngôn vô kỵ. Hiện tại hắn chỉ có thể nói như vậy, Trương Thiên Cầm đã coi như là tỷ tỷ của hắn, cho nên chú định không thể có cái khác kỳ quái ý nghĩ. Mặc dù hắn nội tâm rất tiếc nuối, không nói khi còn bé, liền xem như hiện tại hắn cũng nghĩ, cưới giống Trương Thiên Cầm dạng này tuyệt sắc lão bà, nàng đơn giản chính là tất cả nam nhân mộng tưởng. Đáng tiếc lại muốn biến thành tỷ tỷ của mình, bất quá có như thế một cái xinh đẹp tỷ tỷ kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu người khi đó có thể nghiêm túc a à, mặc dù mới 5 tuổi trương thiên cầm tựa hồ nghĩ đến thời điểm đó sự tình tiếu dung trở nên phá lệ sán lạn cuối cùng xoa nhẹ dưới trương hạo đầu quay người liền đi lật xem trong phòng giá sách nhìn qua nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng trương hạo lúng túng không biết nói cái gì hiện tại bọn hắn biến tỷ đệ bàn lại những câu chuyện này luôn cảm giác là lạ bất quá Trương Thiên cầm dáng vóc thật rất tốt đâu, có lồi có lõm, cái mông vung cao cũng đem phía sau áo len váy trống lên kinh người đường cong. Không đúng, hiện tại mới không phải cảm thán tỷ tỷ dáng vóc thời điểm. Tự mình giá sách hiện tại thế nhưng là có thật nhiều rất khó vì tình sách. Vừa nghĩ tới những cái kia tự mình còn chưa thu dọn các loại thiếu nữ loại tiểu thuyết, hắn lập tức liền luống cuống, hiện tại hắn không có tiểu hoàng sách lại thật nhiều bá đạo tổng giám đốc văn. Đương nhiên, những này tổng giám đốc đều là nữ, mà lại biến hóa sau khi nam hài tử vui mừng những này giống như rất bình thường, nhưng Trương Hạo vẫn là không muốn bị người khác phát hiện. Đường Đường đại nam nhân bị tỉ tỉ trong phòng tìm tới rất nhiều bá đạo nữ tổng giám đốc văn lại này tình huống đối một lòng muốn làm nam tử hắn trương hạo tới nói so với bị phát hiện tiểu hoàng văn còn khó hơn vì tính về sau còn không bị thiên cầm tỉ cho là mình là cái có được thiếu nữ tâm tiểu nam nhân đáng tiếc đã chậm không đợi hắn kiếm cớ ngăn cản liền nghe trương thiên cầm đầu lật ra một quyển sách cũng không quay đầu lại nói ra nguyên lai hạo hạo vui mừng tổng giám đốc văn tiểu thuyết a chật 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 đều là bá đạo tổng giám đốc đề tài xong mất mặt ném đại phát không đúng còn có thể giao cho tiểu long long cầm cầm tỉ cái này nó ách trương hạo đang muốn cái cớ có thể lời còn chưa nói hết liền bị đột nhiên xoay người trương thiên cầm đột nhiên nắm ở eo sau đó đặt tại dựa vào tường giá sách bên trên ta dựa vào bích đông Trương hạo đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, trong đầu lập tức hiện lên cái từ ngữ này, sau đó liền có chút phản ứng không kịp hiện tại là cái gì tình huống. Thiên cầm tỉ vì cái gì đột nhiên bích đông hắn. Trương thiên cầm tay phải ấn tại đã ngốc rơi trương hạo não một bên, mỹ lệ ánh mắt nhìn chằm chằm trương hạo, sau đó dần dần thâm thúy, bá đạo vô cùng nói ra. Đêm nay sẽ không để cho ngươi trở về mặt của nàng cơ hồ đều muốn dán tới trương hạo đều có thể cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp trái tim càng là không bị khống chế nhảy lên nhưng ở nghe được nàng mới minh bạch nguyên lai là đang bắt trước bá đạo tổng giám đốc đầu hơi tỉnh táo một điểm hắn còn tưởng rằng muốn đột nhiên phát triển thành cái gì cấm kỵ chi luyến cái này điên đảo thế giới thật đúng là cái gì cũng điên đảo liền bích đông đều là lấy nữ tính làm chủ bất quá trương thiên cầm bích đông thật đúng là không có chút nào không hài hòa cảm giác ánh mắt sắc bén tự tin mà bá đạo tiếu dung đổi lại hiện tại thế giới này có được tiểu nữ nhân tâm nam nhân khả năng một nháy mắt liền luân hãm có thể trương hạo một chút cũng không có tiểu nữ nhân tâm còn rất không vui mừng bị xem như tiểu nữ sinh đồng dạng đối đãi chính là muốn nhẹ nhàng đẩy ra trương thiên cầm thời điểm liền nghe đến trương yến a di thanh âm từ bên ngoài truyền đến ngàn đàn phải đi về được trương thiên cầm tạo nên bá đạo tổng giám đốc khí thế lập tức vỡ vụn hướng phía bên ngoài lên tiếng sau đó liền không nhịn được khẽ cười một tiếng bất đắc dĩ nhìn xem trương hạo nói lần này bá đạo tổng giám đốc phải trở về hạo hạo đệ đệ huyễn tưởng bá đạo tổng giám đốc chính là như vậy sao trương hạo cũng bị trương thiên cầm làm cười không nghĩ tới nàng vẫn yêu nói đùa mỹ lệ thành thục bề ngoài một chút cũng nhìn không ra nàng sẽ là dạng này người nhưng là hiểu lầm kia thế nhưng là có chút lớn cầm cầm tỉ những sách này là bằng hữu cố gắng nhét cho ta ta không phải rất vui mừng ta xem ngươi rất có hứng thú cũng cùng một chỗ mang đi đi trương hạo bất đắc dĩ giao cho lâm nhất long dù sao hắn hiện tại xác thực vui mừng những này sau đó lại tìm đến một cái túi đem những này sách toàn diện đặt vào trương thiên cầm cũng không có cự tuyệt ai đến cũng không có cự tuyệt đem trương hạo đã sớm nghĩ xử lý đồ vật cũng mang đi hạo hạo nếu như ngươi không vui mừng nói ngay không muốn bận tâm cha đột nhiên quyết định tái hôn còn muốn dọn nhà ta biết ngươi không tốt tiếp nhận đưa tiễn các nàng sau Trần Quốc Hành liền nghiêm túc nhìn về phía Trương Hạo nói. Cha ngươi đừng lo lắng, Trương Yến A Di còn có thiên cầm tỷ nhìn đều là người tốt, ta không có ý kiến, kỳ thật ta cùng thiên cầm tỷ trước kia tại ngươi công ty cái kia nhà trẻ liền quen biết. Quan hệ còn rất tốt, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta, cũng đừng làm cho Trương Yến A Di chạy, nàng thế nhưng là một cô gái tốt, Trương Hạo làm sao lại không đồng ý trương yến a di đối với hắn lão ba đơn giản tốt không lời nói nhìn hắn ánh mắt đều là yêu còn tự mình mua phòng dáng dấp xinh đẹp hơn tốt như vậy nữ nhân đi đâu tìm trương hạo thậm chí cảm thấy phải là ông trời mở mắt nhìn hắn cha một người vất vả nhiều năm như vậy cố ý đưa lên dạng này cô gái tốt ban thưởng hắn Trương Hạo vẫn là biết là bởi vì thế giới điên đảo nguyên nhân, không phải hắn xem nhẹ cha hắn, không nói cái khác hiện thực bên trên vấn đề, liền nói cha hắn tính cách trung thực. Cùng khác phái nói chuyện cũng không thế nào có dũng khí, cũng hoàn toàn không có tìm khác phái tâm tư, cho nên theo lý mà nói không có khả năng có nữ nhân. Huống chi còn là giống Trương Yến a gì tốt như vậy nữ nhân, đuổi ngược 5 năm, năm a, ha ha ha. Lão ba lại nói chúng ta sau này sẽ là cao vẻ mặt giá trị một nhà, Thiên Cầm tỷ tỷ cùng Trương Yến a à, di cũng xinh đẹp như vậy, ngươi cùng ta cũng là cao vẻ mặt giá trị, đơn giản hâm mộ chết người. Có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ về sau ta nhất định sẽ bị những huynh đệ kia phiền chết, Trương Hạo Minh Hiền có thể cảm giác được cha hắn còn tại để ý hắn, đột nhiên cười lên ha ha, nói trần quốc hành nghe được trương hạo lời này cũng không nhịn được nở nụ cười cũng không biết e lệ trương hạo cười hắc hắc trước kia hắn cảm thấy mình dáng dấp tạm được rất trói lọi vẻ mặt giá trị tại trong ban có thể xếp tới trước mấy nhưng bây giờ thế giới biến đổi hắn từ nhỏ đã hiểu được bảo hộ làn da vẻ mặt giá trị cơ hồ lật ra mấy lật nhưng hắn đối với mình tướng mạo càng thêm tự tin đương nhiên nói như vậy chủ yếu là không muốn để cho cha hắn lo lắng nhiều chính mình